Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C10 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 39, đề bài như sau. Khi ở ngoài khoảng không, đó trong chân không ấy, các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như họ ở trên mặt đất được không? Và giải thích tại sao? Chân không có truyền được âm không các em? Chân không không thể truyền được âm. Đấy. Vậy thì các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện bình thường như trên mặt đất được không? Không, vì sao nhỉ? Vì giữa khoảng cách giữa người với người, giữa hai tai của người nọ với người kia đã bị cách nhau một lớp chân không, mà chân không thì không truyền được âm. Chính vì vậy mà các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất được. Thì chúng ta cùng đi giải thích câu hỏi C10. Các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường. Các nhà du hành vũ trụ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường. Như khi họ ở trên mặt đất. Vì giữa họ bị ngăn cách bởi chân không. Bên ngoài bộ áo, mũ giáp bảo hiểm. Âm thanh không thể truyền qua chân không. Để đến tai nhà du hành vũ trụ. Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C10 trong sách giáo khoa vật lý 7 trang 39.